Xin chào các bác đã đến với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp Touring đường phố không nhôm cảng carbon. Chiếc xe đạp để cho các bác sử dụng để đi tập thể dục hàng ngày trong phố và rèn luyện sức khỏe. Và nó cũng đáp ứng đủ về mặt cấu hình rất là tốt cho các bác. Thì xe này được sử dụng một bộ full một bộ cấu hình Shimano Tiagra với 10 tầng lip và 2 tầng đĩa. Khung nhôm càng carbon, thương hiệu là Kinesis, model là KR305. Hôm nay về một chiếc xe màu tông màu trắng và logo xanh, cực kỳ là đẹp, rất là thể thao. Khung sơn thì còn là rất là mới, nước sơn nguyên bản. Chỉ có là đã qua quá trình sử dụng và là xe bãi nhập khẩu từ nước ngoài về nên là nó xuất hiện những cái vết xước nhỏ, xước răm không thể tránh khỏi. Còn về ngoại hình, tổng thể ngoại hình thì nó cũng còn rất là tốt. Khung toàn bộ là nhôm, sử dụng càng trước là càng carbon. Cấu hình của xe thì được sử dụng full một bộ một set group của Shimano Tiagra, từ bộ chuyển động này, đề trước đề sau, rồi cụm phanh ba mảnh đến tay bấm xả trên và của tay phanh cư. Đó là full hết một bộ Shimano Tiagra. Tay nắm là Propam, thương hiệu sản xuất tay nắm rất là tốt ở trên thị trường. Cùm phanh ba mảnh, bánh của chiếc xe là 700c. Đùi đạp trục rỗng đến từ thương hiệu FSA, là một thương hiệu rất là tốt của Mỹ. Và được sử dụng full hết bộ chuyển động Tiagra với 10 tầng lip và 2 tầng đĩa cho 20 tốc độ khác nhau. Và như sau được sử dụng bi vòng bạc đạn, một chiếc xe đạp touring đường phố sử dụng cái bộ cấu hình tương đối là chất lượng, với cái mức giá đang bán là 11.800.000. Sử dụng full hết bộ Tiagra, đủ trục rỗng rồi máy bi vòng. Rồi sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Size đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 50cm. Ừ, khóa yên tới tâm cổ phốt cũng là 50cm. Thì xe phù hợp cho các bác đi từ khoảng 1m55-56 đến 75-76 thì phù hợp. Động là full Tiagra, cũng tương đối là cao cấp của dòng Shimano rồi, bấm rất là sướng, nhẹ nhàng. Thì giá bán của chiếc xe bên em đang bán là 11.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cùng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác và đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.